Mỗi con người là một kiến trúc nghệ thuật mà đáng được đem trưng bày. Nên phải sống dè chừng, chứ đừng vạch áo cho người dưng nó xem lưng mày. Nói một hai câu thì nghe đừng tin, có những bí mật thì xin đừng khoe. Đôi khi sơ hở thì nó là mánh khóe, đập từ sâu lưng mày cũng không thể đứng dậy. Ê, trên công ty một tiếng là đồng nghiệp, nhưng ra ngoài nó xấu lẫn nhau. Công nhận mày hòa đồng thiệt, hòa vào đồng theo kiểu ba giờ, nhưng mà tao không biết bởi vì không gợi hóa. Anh em à mày đừng mong mỏi quá, chứ một dịp lễ mà mày tặng tao hôm qua. Nhưng mà đẹp đó còn bên trong sỏi đá là sao mày. Mỗi con người là một kiến trúc nghệ thuật mà đáng được đem trưng bày. Nên phải sống dè chừng, chứ đừng vạch áo cho người dưng nó xem lưng mày. Nói một hai câu thì nghe đừng tin, có những bí mật thì xin được khoe. Đến khi sơ hở thì nó lại mắng khóe, đập từ sâu lưng mày đến không thể đứng dậy. Ê, trên công ty một tiếng là đồng nghiệp, nhưng ra ngoài nó xấu lẫn nhau. Công nhận mày hòa đồng thiệt, hòa vào đồng theo kiểu ba giờ, nhưng mà tao không biết bởi vì không gợi hóa. Anh em à mày đừng mong mỏi quá, chỉ một dịp để mà mày tặng tao hôm qua. Bên ngoài đẹp đó còn bên trong sỏi đá là sao man. Là một kiến trúc nghệ thuật mà đáng được đem trưng bày. Nên phải sống dè chừng, chứ đừng vạch áo cho người dưng nó xem lưng mày. Nói một hai câu thì nghe đừng tin, có những bí mật thì xin đừng khoe. Đến khi sơ hở thì nó lại mánh khóe, đập từ sâu lưng mày đến không thể đứng dậy. Ê, trên công ty một tiếng là đồng nghiệp, nhưng ra ngoài nó xấu lẫn nhau. Công nhận mày hòa đồng thiệt, hòa vào đồng theo kiểu ba giờ, nhưng mà tao không biết bởi vì không gợi hóa. Anh em à mày đừng mong mỏi quá, chỉ một dịp lễ mà mày tặng tao hôm qua. Bên ngoài đẹp đó còn bên trong sỏi đá là sao mày. Mỗi con người là một kiến trúc nghệ thuật